Dạ, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Đây ông bà cô bác ơi, bây giờ tờ mờ sáng luôn rồi đây. Giờ này mới 5 giờ sáng thôi, 5 giờ sáng hiện tại ở nhà Khánh này. Thì có anh Dũng, chắc ông bà cô bác cũng biết rồi. Hôm là anh Dũng với chị Diệu cũng lên một lần rồi. Thì hôm nay tiếp tục là anh cũng lên đây. Thì kỳ này anh lên cùng với một người anh. Thì nghe nói nãy là anh đi cũng 3 giờ khuya đó, ông bà cô bác cũng tranh thủ đi lên. Thì bây giờ đang khuya đường trống, anh lên tới đây là 5 giờ đây, coi như là đi cũng 2 tiếng đồng hồ á. Thì bây giờ Khánh cũng xin phép là ghi hình là một số hình ảnh ở đây để gửi đến những quý khán giả quý Mạnh Thường Quân cùng xem luôn. Thì ông bà cô bác nào mà bệnh đau á, có duyên xem qua Khánh á, thì xem qua đủ tự tin á, lên trên nhà Khánh thì Khánh sẽ phục dược giúp cho bà con sớm khỏi bệnh luôn. Thì Khánh để nói nhanh qua luôn á, thì bệnh ở nhà, ở đây là nhà trị bệnh là thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, gây cục sống, chèn ép dây thần kinh, chèn ép máu á. Bây giờ có thể là ngừa tai biến đi đột quỵ luôn nha ông bà cô bác. Thì Khánh cũng chia sẻ hôm nay cái video nào Khánh cũng có ghi hình chia sẻ đó. Thì ông bà cô bác nào mà xem á, thì đủ tự tin thì lên cho nhà Khánh. Nếu mà chưa đủ tự tin thì xem nhiều nhiều chút xíu nữa. Rồi thôi bây giờ để trước khi mà chuyển máy quay lại thì một lần nữa thì Khánh cũng xin chúc toàn thể bà con của mình buổi sáng là luôn vui vẻ, một ngày mới có nhiều thành công và hạnh phúc mới mới. Rồi thôi giờ Khánh chuyển máy quay lại đây. Rồi có gì ông bà cô bác xem những diễn biến tiếp theo. Rồi, Khánh chuyển máy quay lại đây. Dạ em chào anh Dũng. Dạ bữa nay em xin phép ghi hình anh tiếp nữa nha. Dạ đây ông bà cô bác xem nhớ anh Dũng anh đây. Dạ anh có thể giới thiệu lại để cho khán giả trên kênh Khánh Nguyễn được hiểu rõ hơn về anh uống thuốc thì thấy có tiến triển như thế nào không anh? Thì không có lên đây lần rồi đó, rồi Dạ thuốc nó cũng đỡ, rồi nay chỉ ông anh, Dạ rồi nay phi hai anh em ba mấy đi rồi, giờ lên đây lấy Trời. giúp cho chị anh nấu bớt rồi chị anh lên nè. Dạ vậy hôm nay anh lúc bữa hôm thấy anh nặng quá trời rồi anh uống thì chắc cũng có thuyên giảm phần nào á Em anh. giảm Dạ vậy anh chịu khó anh uống mà giờ chắc còn thuốc không? à, bữa hổm cho con trai đó rượu hết rồi mượn thằng nhà mấy trên nó ngâm cái này luôn á, Dạ con trai nó đang đang uống được gần nửa chai nữa rồi, Dạ cái thứ này là mượn uống gần được 1/3 rồi. Dạ Dạ, anh về dưới anh mượn của anh đó, anh chắc cũng giống như của em thôi phải không? Thì cũng thứ luôn á, lấy Cũng cái này về ngâm á. cũng có một tay ra thôi à, có điều là ở dưới thì tự ngâm thôi. Để ngâm mượn chai này cũng hết rồi, thuốc mình chưa uống được thì mượn chai À, nữa, mượn nữa. rồi tới tháng đủ rồi, đúng tháng rồi uống được rồi trả lại Dạ. rồi lấy thuốc mình uống. Dạ. Rồi, chút xíu em rót anh một ly nữa anh uống Sáng đi cũng chưa có uống. Dạ. Ông bà cô bác nghe thấy là thấy thương. Rồi bữa anh lên kể, rồi trò chuyện cũng kể quá trời thấy thương. Anh mới vừa biết xong rồi qua chị Diệu cái là ảnh nôn ngủ không được, anh lên chạy lên bữa nay cũng vậy, bữa nay vậy mà cũng chở ảnh lên luôn. Nó đi nó nhà ba mấy á, Dạ ba giờ dậy điện, rồi 3 giờ là điện tôi là thức dậy thôi. Giờ lại nghe họ cũng thắt rén này kia đâu, mình rén đi rồi Dạ về đứng đường mình giờ lấy bữa tiền hổm anh về là tự anh lấy thuốc anh làm luôn. tự ra về làm luôn, bào ra luôn, Dạ bào bá nghệ á, bào xong rồi lát Dạ như chỉ anh làm vậy đó, nghệ á Dạ dạ cho đây mình có gì phèn em là chỉ. sao. Dạ rồi đây bên đây là một người anh cũng là bà con của anh Dũng đây. Dạ Dạ em xin phép em chào anh ra. Anh có thể giới thiệu và anh lấy thuốc về cái này là do cho ai không? Dạ đa, tôi anh Bảy của anh Dũng, Dạ Dũng nó cũng nó hô là đây mình điều trị bên nó đó, thì nó ngay nó cũng giới thiệu như để cho lên lấy thuốc về cho bà xã uống, bà xã Dạ cũng bị tai biến đó, giờ mình lấy về mình ngâm cho bà xã Chỉ uống. bị tai biến nghe nhẹ Dạ bị tai biến nhẹ à? mình đi được À, mình còn đi lấy, được mà tay chân dạ cái tay còn cử động tay cử cũng động cử động được nhưng mà đi có cái nó hơi cần nhắc chậm. hơi chậm. Dạ Hình như bị nhẹ giống như người ta nè. Tại bà xã bị nay cũng 2 tháng mấy, gần 3 tháng rồi. À vậy cũng mới đây à. Mà đi nó ngày cũng đi thì đi đứng Thì nói cũng chung là được. chỉ bị nhẹ chứ không nặng Nhẹ. như người ta, không có nằm chỗ. Dạ. Vậy là coi như ở dưới là hai anh em mà cũng ở gần nhau luôn. Dạ, những cái Có số à.
còn rễ nó cũng bị y hệt như bà xã luôn á. Bị mới có về nằm bệnh viện thành phố về mới 4 ngày là tắt tới bà xã bị. Rồi về phải tính lấy thang này về cho hai mẹ con uống. Hưởng hết lại nữa. Hết. Vô uống thì rồi kết quả được rồi là chừng nửa hũ đi là chạy lấy liền. Về ngâm tiếp thì nữa. Bị còn rễ nữa. Rễ nó cũng bị luôn. Tai biến luôn. Rồi bây giờ ở nhà là không làm gì luôn. Rễ còn nhỏ. Rễ đâu, nó đang đi mần hồ. Nếu mần hồ đang mần cái nó bị luôn rồi. Nó nhỏ tuổi. Mà bị tai biến là phải chịu giống như là phải kiên trì chút xíu nhà chịu uống cái này phải tập thêm thể dục nữa. Nó ngay ông thầu, ông qua thầu có con rể nó cũng tốt, ông cũng tốt, ông cho được 20 triệu chuyển nó lên thành phố á, ông thôi nó nằm dưới đây chưa biết làm sao nữa. Dạ. Ông vô thấy thành không xong, hồi giờ chuyển đi thẳng lên trả luôn. Nó ngay ông thầu này cũng được. Như bị nặng thì anh với anh có đi chăm cứu chạy điện gì hả? Có đi chăm đi nằm vật liệu điện thêm bên thuốc nữa cho nó nằm từ thiện đó, cái mình đi nằm mình có điều kiện thì mình đi tập thêm mấy dạ, cái đi đó. Tập nằm theo nằm niệm với nằm giường á dạ. Để cẳng chăm cứu mình ở nhà mình tự giống như mình tự xoa bóp mình tự tập ở nhà cũng được dạ. Nhưng mình phải chịu khó mình tập dạ. Dạ thì nghe bà xã cũng tập đó, bà có mua cái trái gì cho trái trà làm như trái banh nhỏ tròn tròn bóp bóp dạ, bóp để cho bóp mấy con tay đừng cho nó giống như nó luyện để tập lại làm hoạt động là bình thường á. Thằng rể nó mua lậu lại như mình gắn làm với xe đạp này nè. Nó ngồi nó đạp rồi cái tay nó thì nói chung bây giờ nó cũng yếu vậy gặt nhiều như giờ muốn nó ngồi vậy phải không, nó để giờ nó phải thải qua nó bị cũng hơi nặng, nó đi cẳng rồi xích đu luôn giờ nó nhà luôn. Bây giờ chịu khó uống cái này phải uống kiên trì uống ngâm về uống hai ba con uống hết đầu cái mình biết chỗ mình lấy tiếp dạ. Về ngâm tại vì cái trường hợp mà bị tai biến á nè em nói luôn có người là bị tái tới 3 lần luôn á chứ không phải là mình bị một lần xong đâu tại vì mình đã có cái tì á máu huyết của mình giống như nó bị tắc nghẽn á vậy làm cho mình bị có người mà bị vỡ mạch máu não luôn á thì bà xã cũng bị vỡ máu não mà mạch nhỏ đó chứ theo mạch lớn là chết luôn dạ. Bây giờ nó nghe bà xã mới nói chuyện cũng còn hơi ngọng dạ hầu như người nào lưỡi thụt vô cái lưỡi thụt dạ. Nó nhỏ hơi ngọng nói chuyện không rõ cũng không được rõ gông lắm dạ. Vậy anh ở nhà anh làm gì thì cũng ở nhà coi chừng bà xã đó rồi. Chứ giờ là nhỏ con thì nó mặn trên Tân Hương còn thằng cháu nữa dạ. Vậy là coi như ở nhà là một mình anh lo dạ. Hết nè tại giờ là nó ra đỡ rễ đi được mấy hổm là tôi đem về ăn nuôi rễ tại vì nhỏ con gái nó đi mần đem về tách tới bà xã tôi một tôi cho chăn hai người luôn á dạ, hai người bệnh về đi đứng khó khăn không dạ, một mình luôn phải lo hết dạ rồi giá ấy giá ba thuốc rồi giá về giá uống cho nó chịu anh hết cho nó dạ, dạ để có gì em đặt máy và em xuống em chỉ hướng dẫn chị dạ, đi dạ, cho dạ dạ để rót cho anh Dũng uống nữa chứ có điều kiện mình tới đi chăm cứu vật liệu cho vật lý trị liệu thêm cũng ở gần nhà anh dạ để đó mình làm thì mình uống thêm cái này để cho thông máu huyết của mình đó anh dạ dạ gì em cái anh ở Phú Yên vô á dạ. Là gửi cái địa chỉ này đúng chưa? Ủa anh có địa chỉ rồi mà. Không, ảnh nó bị mất rồi, giờ ảnh đang ở bến xe á, giờ gửi cho ông xe ôm là đúng chưa? Đi từ tốn rồi. Đúng chưa? Anh có địa chỉ rồi mà đúng không? Anh gửi lại cái địa chỉ. Ảnh đang ở ngoài bến xe, ảnh nó gửi địa chỉ cho ảnh bắt xe ôm vô. Anh mất địa chỉ quá vậy. Ở chút xíu nha anh. Dạ dạ. Anh ở Phú Yên, anh đang ở bến xe miền Đông tỉnh. Địa chỉ đường gửi nằm bên kia số kia. Anh lấy chai rượu cho anh được không? Để mời bạn qua nha. Anh chào mời cô bác. Okay.
đó đi xuống đây thì giờ này chắc đi là 40 phút mà xuống tới đây rồi. Ông điện, anh điện hả? À, dạ đúng rồi. Dạ ông bà cô bác luôn. Tại vì anh khá những báo ba hai anh Dũng, em không biết anh nào là ba phần, anh là một phần. Cô nghệ dưới đó nhịn bào qua nha, bào nắng và phơi vào chiều á. Xong vậy 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 trồng trộn qua chiều cái sao sao mua đường hoàng chỉ cho ảnh luôn. Chú đi sớm chú. Dạ. Thôi bây giờ em rót anh uống trước đi xong rồi em hướng dẫn luôn nha. Còn anh chắc anh nó uống rồi. Không, không được. Nếu có điều kiện về mình uống luôn đi. Uống được, uống cũng được ha. Dạ, đúng rồi, mình về mình. Cái tay nó cũng bị tê nè, tự nhiên mấy bữa nay sao nó tê kỳ, hai bữa à. Có tuổi này là bị đi một phần đó mình trăm người bệnh mình mốt là mà mình nặng nhất xương khớp á. Lắm em rót anh đầy ly luôn á chỗ. Ừ, anh như đó nè. À, như đây ha. Ừ. Để uống cái này cái nó về cho giảm nhiều nhiều xíu cho nhanh mau hết bệnh. Dạ. Thì đã anh vẫy ấy không em rót luôn. Đợt, làm ly lấy ly về phục dược xong rồi về làm lại cho chị. Dạ dạ. Sáng dậy rồi bây giờ nóng đã. Lấy vị được rồi. Dạ dạ. Mày uống cái này vô mấy trường hợp bị tê tay á, tê tay tê chân á nó mau hết lắm. Tại vì mình tê sáng mình chưa ăn gì uống này vô tốt nhất. Uống năm luôn. Năm tới bào tử luôn. Này mình uống mình về nhà khoan uống nước liền nha. Dạ. Mình dặn nhà. Dạ. Thì uống cái này khoảng 10 tới 15 phút sau thì mình uống nước. Dạ. Để giống như cho cái rượu á nó thấm cho toàn cơ thể mình. Tại vì thường thường mình bị bên xương khớp này là bị chèn ép dây thần kinh, chèn ép mạch máu á. Dạ. Là máu huyết không lưu thông được. Anh Dũng này thì anh quá rành này. Lúc này là em làm xong hết rồi. Dạ. Em sao được hết rồi, anh về anh đừng đụng gì cái túi này hết nha. Dạ dạ, chỉ đổ vô trong cái bầu mình ngâm thôi nha. Dạ, còn cái này nghệ. Anh mua hũ chưa? Dạ. Có rồi, mua hũ rồi. Hũ dạ. Mà hũ mà hũ gì mà hũ xanh như đó. 10 lít luôn á. Dạ, hũ. Anh nói đè dĩa nha, anh đổ cho nó ngập mặt á. Cái này tới 10 lít lần bãi ra tính mua là 5 lít cái nhỏ kia nó bán nó mua lậu 10 lít chứ thuốc men đổ vô có không nhiều thuốc nước hũ dạ, trên. Xong rồi mình nhớ mình lấy cái chén hoặc mình dằn xuống để cho ngập rượu á. Dạ, dạ. Dạ, cái này là nghệ đỏ, nghệ sa cừ. Dạ. Mình chưa có, mình về mình bào lát ra giống cái này nè. Hoặc là giống mứt gừng mình ăn vậy đó. Dạ, mình lấy ra. Lấy như bào. Cái này mình về nếu mà mình kỹ thì mình rửa thêm nữa, nhưng khỏi cạo vỏ. Dạ. Không phải để vậy luôn cũng được. Dạ. Để vậy mình cứ bào đi xong mình phơi. Không, nhưng mà xá vậy nè, bà bào luôn. Để luôn. Cái nắng này phơi có ngày là nó khô. Tới mình sao á, mình sao là mấy cái bụi vỏ này nè. Tại cái này cũng rửa sạch rồi. Dạ. Mình sao cái mấy cái bụi vỏ này là nó bay lên hết à. Mình bỏ vô chảo mình sao cho nó vàng hay là. Anh phơi một ngày nha. Nó cứng lại á. Cứng lại thôi. Dạ. Cứng rồi, đừng khét ha. Không cần khét ha. Dạ không, không đừng cho khét nha. Khét không còn chắc đâu. Dạ. Thì mình phơi một nắng tới hai nắng kiểu này mình về thì nắng mình phơi nắng à phơi nó khô rồi. Dạ. Lát anh chạy anh trộn lát chạy ra đụng lên cái. Xong mình phơi mình sao chiều sao xong mình trộn bỏ chung vô đây. Dạ. Trộn đều lên hết. Dạ. Xong rồi mình mua thêm 200g đường phèn. 200g hả? Dạ, nếu 200g đường phèn nếu mà mình muốn tốt nữa mình bỏ vô đây mình trộn đều lên xong mình bỏ vô hũ. Dạ. Mình hút mình bỏ hũ. Bỏ hũ xong cái mình chế rượu này vô. Dạ, chế rượu. Anh đổ vô anh đè vô dĩa rồi anh đổ vô rượu là ngập mặt à. Dạ, chế rượu rồi xong rồi mình đè nén chặt xuống. Rồi mình ngâm 30 ngày mình ghi cái ngày. Lấy giấy bự nè anh ghi vô. Giờ làm này là chiều nay ông ngâm luôn. Không có chiều nay mình làm mơi mới ngâm được chứ. Không chiều. Chiều nay giờ anh về vào liền. Dạ. Mình làm xong rồi là mình để ngủ. Chiều nay ngày bữa nay ngày cũng ngày đẹp nè. Dạ dạ. Dạ tại thường ở đây ngâm á em cũng chọn ngày em ngâm chứ không phải ngày nào cũng ngâm. Dạ, cái này em nói thiệt. Dạ. Vậy là mình về mình làm là trong ngày nay mà tới chiều mình ngâm được rồi. Dạ chiều mình ngâm là được rồi.
Dạ. Dạ. Vì bà phơi vào chiều á để vô. Đào lắc bong 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 bong. Dạ, hơi lẹ lẹ khô lắm. Dạ. Gặp bà ở trên đó nó có cái đường lộ đường đan này làm ta ấy để dạ. Cho thứ mình phơi để vô nó nấm lẹ. Trong đây anh Dũng hổm chắc anh biết còn để em nói sơ trong đây là có bông ngò gai. Dạ. Thuốc cú, ngũ chảo, cái đường quy là chọn chung trong đây là bốn vị trong đây. Dạ. Dạ, có sao em nói vậy chứ nhiều người giống như đưa cái túi thuốc không có nấu gì hết cho vậy tự làm gì là. Dạ, dạ. Dạ anh bà giờ chiều cho nó xong. Dạ. Tối tối anh sao anh để vô đó chung này luôn rồi anh để đường hoàng vô. Để như mấy thứ này mình trộn đều vô hết. Dạ, trộn đều mình hết. Để vô trong cái thùng cái bờ bầu nhanh. Dạ, đổ rượu vô. Đổ rượu vô thôi. Để hai người đường hoàng đó cho ngọt vô uống. Cái ngày lại xong rồi mốt 30 ngày sau mình uống. Dạ. 30 sau mình uống á, tới ngày uống là mình rót ra cái chai á, kiểu dạ. Mình lấy cái chai nào cũng được, chai nước suối cũng được, mình rót ra một chai mình uống. Dạ. Uống xong hết nó rồi xong mình rót tiếp. Ngon dài nè. Đừng có mỗi lần mình lại mình uống mình múc một ly mới uống, múc một ly mở ra nó bay hơi. Dạ. Dạ. Vậy là 30 ngày mình chiết ra hết ha. Không chiếc... mình chiết ra đủ uống thôi. Một chai vậy nè. Mình chiết ra đủ để, uống để trong đống đi. Lúc đó nó còn ra chất. Dạ dạ. Dạ, nếu mà mình ngâm mà để khoảng 4 tháng. 4 tháng rồi mình chắc tới đó là giống như là lúc đó là lâu cốt rồi luôn hết, hết cốt rồi lúc đó mấy cái dược liệu thuốc của mình cũng bảo hòa rồi đâu có da nữa đâu. Dạ dạ bị dạ. có mua ái về tính là nếu vậy mình mỗi lần chiết ra chiết 2 chai bị cho ghế 1 chai nữa. Ừ dạ. Thì anh làm sao làm cũng muốn làm rót ra thôi chứ có ai ngựa chai cũng ai nếu uống cũng hết người nào cũng hết trước thì chiếc anh chai nữa chiếc cho nó 1 chai cái lần này 1 chai để mà vậy. con ghế anh có 5 lít á ở riêng hả nó ở riêng nhưng mà nó ngay cũng gần nó ngay đó vài chục mét vài chục mét à điều sợ khi mình nó mà muốn uống rồi mình nó đưa cái này mình chiết ra mình để vô cho tủ lạnh mà ngăn mát được không mình anh để ngoài vậy rượu có nhau gì dạ. Anh bỏ anh bàn vậy đó dạ. Dạ. Mà giờ, lúc mình nhớ lúc mà uống thì mình đảo lên vậy cho đều ha dạ đừng tại vì trong đây có 7 cái dược liệu mà tổng dạ. Hết là 7 dược liệu mình phải để nhiều khi hỏi để nhiều khi bà xã không biết bà cái dạ. Gì bà cũng thải vô ngăn mát hay là thải vô khỏi cái này không cần bỏ ngăn mát dạ. Dạ cứ để ngoài bình thường dạ. Thôi đừng tránh ánh nắng trực tiếp là được rồi công nhận uống vô phải nó cho chạy cứ từ giờ còn dân còn nắm nhưng nó kết quả tôi cũng dân nhậu chứ bộ nhậu nếu chịu ví dụ này cũng mạnh nó 60.000 lít là anh được vụ này mình uống vô 50 hổm đo 55 độ á dạ, đúng rồi bởi uống vô nó nắm vô tới bao tử nó còn nóng luôn ngay thì uống vụ này uống chung hay uống nhiều là chết xỉn chịu khó về làm dạ. Cứ kiên trì uống thôi không dạ. Sao vậy nãy có nói mình cứ kiên trì mình tập thể dục thêm dạ. Mình hỗ trợ anh lưu xuống hậu trên đó số 23 đuôi chưa 023 á 023 là điện luôn ngày hết Nguyễn này có gì đặc biệt như để hậu cần ghế nếu có ấy thì mình lấy về gì lấy cho nó uống ốp sau này anh cứ đi anh biết đường chạy lên tầng ngang lên rồi lứt coi xanh đỏ cái tới ngay cua ừ. Vô đây cho đi quẹo lên tới đây không biết điện hỏi à. Chỉ anh cứ qua cầu lứt ra người đó giờ ít đi không qua đường đi nước bước luôn không phải như người ta không gành như người ta dạ, không phải nào mà dân ông ấy thôi chứ hỏi đường đi nước bước không biết đi, không đi đâu nó không gành không biết đường ra luôn không để không đi không để giờ đang đau nghe chỗ này nhiều dạ. Bước lên xe nó phải bỡ giò này lên anh hạn chế đừng có ngồi trầm hổm hoặc là ngồi ghế mà ngồi dày hoài nha à. Hoặc là xếp bằng anh hạn chế ngồi không được ngồi xếp bằng không được người thả lỏng ra cho nhiều xíu để cho nó thường bị tắc nghẽn bạch máu ở chỗ này nè tắc ở chỗ này mình ngồi giống mình duỗi ngồi mà bằng y đá đứng dậy là với ngồi dày nè ngồi đứng người đau lắm đứng dậy nó đau lắm ngồi mới đi được dạ. Thì anh ngồi vậy là anh ngồi tắc ngang này nè à, đúng rồi với nằm võng vậy đó nằm võng sao cũng đứng vậy cũng đau nữa dạ. Nằm cũng nghe giò ngon lắm mà đứng cái này không cũng dạ không nên nằm võng dạ, hiểu không dạ không nằm võng mình nằm ấy thôi còn lên xe mới bước qua ngứa nhiều không nhiều cái chiều hổng người ngứa nhiều lắm mà không uống thuốc cái chiều qua không? Này á chiều qua mới mua viên thuốc không mà đỏ nhỏ xíu á à. Chiều ngứa tối ngồi uống viên cái sáng ngày nó đỡ nè chứ không ngờ ngồi móc tới móc luôn gãy hoài dạ có trường hợp mà nó gãy nó không có nổi mận như mình phong không gan dạ. Không như khỏi viêm gan cao nó tự nhiên nó ngứa à còn lúc trước uống thuốc tây chích á nó nóng quá nó viêm gan cao á dạ. Nó nổi mận như sâu với bùa con đường nè dạ. Nó nổi nó ngứa rồi gãy
con này nó không có như vậy. Dạ. Mà ngứa gãi gãi thôi chứ nó không có nổi mục lên. Dạ. Cái này nó ngứa không, mà nó gãi thôi. Như kiểu là có tác dụng, có phản ứng. Đúng rồi, nó có tác dụng, phản ứng đó. Cái qua lấy viên thuốc nó đỏ uống vô cái. Dạ. Sáng anh im. Về vậy là coi như là anh về chắc phải đi qua bản xin thêm rồi mới uống tới đó được. Ừ. Tại vì thằng kia nó được mượn chai uống được nhiêu đây rồi. Rượu hết chai này không có nói nữa rồi. Hồi tao hết cho tao mượn nữa nha. Nó ừ. Dạ, có người cho mượn về mượn kệ. Chứ thằng đó nó bị nhẹ, không nó chích không hết. Dạ. Rồi nó lo ngầm nó uống cũng bớt rồi rồi nó cũng ít uống nữa, cử này nó lâu hết. Dạ, mới ngủ nó chán còn đây. Còn đó đó. Ừ. Dạ. Rồi nó mượn, nó cho mượn thoải mái. Vậy là mình nó cũng thân lắm. Tháng là mình coi sử dụng được phải không? Dạ đúng rồi, 30 ngày là mình uống được rồi. Tại kỳ này rượu này cũng nặng nên là 30 ngày là cũng ra. Anh về lấy giấy anh ghi vô này. Nay mùng 10 là tới mùng 10 tháng 3 đi. Cái gì ta ghi vô ta dán mẹ vô cái đó cái mà ngày nào đó rồi dạ, cái rồi. Mình coi cũng tới tháng đó là tháng sau mình uống. Dạ. Chiếc cái mình uống. Đây con cũng về em cũng vậy á. Mình lấy mình ghi tên giống như ai đặt á, ghi tên rồi ghi cái ngày mình ngâm dán lên. Dạ. Thì ra gì cái chiều nay làm cái chiều nay ngâm cái đầu cái tới tháng sau rồi uống. Chị khó uống kiên trì uống à. Cái này bệnh đó hôm nay nhiều người tính ra tới bây giờ trong 70 ca mà bị tai biến á. Tai biến mà đi không được luôn á, người ta khiêng lên luôn á. Uống nó từ từ giúp cho mình lưu thông máu lại, mình tập thể dục rồi rèn luyện vô nữa để cho cái thử mọi người mình cải thiện từ từ. Muốn uống là đầu anh uống cả tháng rồi không uống nữa, tháng sau là mình lên mình lấy thang nó ngâm vừa uống vừa đó. Dạ cứ nhồi nhồi uống nhồi 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 vậy. Vì hai người uống nó lẹ hết. Gần nửa hũ là anh đi được rồi. Một tháng là nửa tháng sau là đi vừa. Dạ nửa. Uống nó vô để cải thiện cho mình. Nếu mà mình ngâm cái này mình để càng lâu càng tốt ha. Thời dạ, gian càng lâu, càng lâu tốt. Là mình uống nó hay hơn phải không? Tốt dạ, hơn. Đúng rồi. Càng lâu càng tốt. Dạ. Biết vì, vậy giữ rồi mình ngâm một như tháng ăn tháng đầm uống nửa tháng mình chạy tháng rưỡi cái, rồi. Cái thuốc này là ngâm là ngoài 2 tháng nè. Ừ. Uống thơm thơm đã ngoài 2 tháng thì giờ lúc đó giống như cái tất cả cái dược thuốc của mình á nó ra gần như dạ. Là gần hết rồi xong rồi nó phải dịu nó đậm đà lại kiểu như đó. Rồi, khúc đầu nó chưa ngon, khúc sau bà xã ba uống không được á, sao ba hả? Ờ, tập uống. Dạ tôi không có nhậu, phải như nhậu như mấy bà chả là mình đâu sợ. Tôi dạ. Tính mua đường phèn nhiều tôi ngâm nó không được, Dũng dạ, không. Không. Người ta dạ, 2,5 gram mà. Khúc ba nó gọt 300 gram tới lại thôi. Tôi tính đẩy nửa ký luôn nó không. 300 gram à. Có người hôm nay có người cũng im im làm bỏ nửa ký vô mà sao không kết quả. Xong rồi thực tế luôn là em lên em có dịp mà đi ngang qua đó đó. Xong rồi mới hỏi xong mới lấy ra uống cho uống thử. À, uống lúc đó cái giống như cái đường nó nhiều quá nó ngọt đó, nó ngọt cái làm cho thuốc của mình bị lì. Lì. Dạ, đúng rồi. Thuốc nó lì lì. À, lấy 2,5 gram đó lại. Như bà xã mà bà không có nhậu, bà không biết uống rượu sao uống sao bà chịu nổi. Không dễ uống. Bà Dũng đâu. Thuốc thì có vậy không? Nhiều anh làm nhiều chứ nó làm dư quá đâu được. Như. Nhiều người giống như ở nhà giống như thuốc này em có liều lượng làm xong hết rồi. Ừ. Cái thấy ở nhà giống như có bông ngò gai, có ngũ chảo thế ở khu vực mình có làm thêm bỏ vô. Cái gì chứ? Phải thêm đâu có tác dụng. Đâu đâu. Ngồi gai cho tôi nó hôi nó kiếm hôi. Anh lấy thêm hôi đúng quy cách. Dạ. Thế là lố là trong khu đó người ta làm gãy mà tôi xài ngồi gai dữ lắm. Dạ. Còn mấy thuốc kia tôi không biết chứ ngồi gai với mà hôi. Lúc giai đoạn trước là cũng chạy xuống Bến Tre đi Tiền Giang là kiếm bông ngồi gai dưới á. Tại vì dưới thường thường là bán lá. Ừ. Bán lá xong rồi. Cái này mà bông này là nếu mãi người ta cắt để mà người ta giữ nếu người ta bán ấy cái ra bông này nè. Dạ. Bông dài dài dài, bông có cái nhẹ cái nút trên đó, nó mới vừa bung á. Ở đó ngâm cũng được nữa mà. Dạ, này để cho nó có cái già vậy đó. Già luôn ha, già dạ. Lấy hộp luôn cái gì. Dạ, già có hộp luôn mới cắt. Rồi. Nên là mình phải nhờ người ta để cho già mình mới xuống dưới mình cắt. Dạ. Mà lúc này ở dưới hết đi rồi, bây giờ ở nhà chồng nhà luôn. Dạ. Tại vì bên y tế là bắt buộc mình phải chủ động cái tủi thuốc á. Cái đó là đặc hiệu đó, mình là tài chồng nhà là thuốc sạch luôn á. Dạ. Còn dân ở chỗ anh ta làm người ta xịt đựng mà người ta mà giữ cái cây này kia với ta giữ lá này kia đó. Có thể là sâu xia này kia ta xịt thuốc chứ lắm. Dạ. Còn này tại vì bắt buộc ở nhà mình trồng để mình biết cái tuổi, biết cái tuổi thuốc. Ừ. Dạ, hầu như giờ ở nhà là trồng hết rồi, chỉ đúng có rồi. Nghệ là chưa trồng thôi, dạ. Nghệ rồi mới ấy thôi. Nghệ này mình có đất rộng mình là trồng cũng được mà, nghệ này cũng dễ trồng mà. Dạ. Nó này nó từ từ thôi để mình chủ động cái thuốc luôn.
với nghệ này giờ nếu mà mình không ấy, nếu mình có khu vườn đặc dụng mình là ở đây mình làm cũng được, mình mua cái mấy cái bà là ấy xốp này nè, thùng xốp á, về đầu cái mình mua phân trộn như phân kiểu mà cho trấu rồi với xương rồi cho anh trộn vô trồng chai này anh về cho chị uống luôn rồi. Dạ, nghe chút xíu cái gì chị và mình chờ chồng là nghệ này cũng bình thường mình trồng được. Tại đất cái nhà trên chảnh cũng đất vườn mà, đất ruộng mà. Dạ, ở nhà trên em là ba mẹ làm rẫy. Ở gần đây không? Trên Gò Đen nè. Đen như là đi thẳng tới luôn. Dạ, Gò Đen dưới gần đấy người ta trồng rẫy. Chánh, Bình Chánh, Bình Chánh. Tính ra làm rẫy cũng 45-46 năm rồi. Là lúc đó là mấy anh em là chưa ra là đấy rồi. Dạ, trồng rẫy thì xưa giờ. Dạ, dân nhà nông chứ đâu. Dạ, đúng rồi, nhà nông mà. Mẹ đó, mẹ làm là mẹ cũng bị đó. Dạ, mẹ bị rồi mẹ mới uống thuốc của bà nội hướng dẫn chỉ cho mẹ làm á. Dạ, cái này phải thuốc gia truyền rồi. Dạ. Giờ uống là khỏe là tuyệt luôn à. Cái này hết luôn, không có nóng như thuốc tây. Không, thuốc tây nó trị rồi nó nghe nó bạo thác bạo tàn, nó ấy vậy nhưng mà nó không có nữa. Còn cái này là mình uống cái gần đặc dụng như mà thuốc tây mình trị có 1 tháng, còn thằng này cũng phải 6 tháng. Ví dụ vậy. Nó ngấm từ từ. Nó ngấm từ từ. Tại mà là nó thể là nó tuyệt luôn. Thuốc tây chỉ có giảm đau để kháng viêm thôi. Nó chỉ là trị bảo thác, nó nhưng dao hai lưỡi mà mình trị cái này là nó hết cái này nhưng mà nó phải ảnh hưởng kia. Nó phá khác đúng rồi. Đặc ví dụ như giờ mình bị cái cẳng nhất đi, mình uống thì thuốc chống nhất thì lúc nào nó cũng phải có thuốc ấy là nó phá bao tử mình liền. À. Cái đó toàn là giảm đau không ạ? Giảm đau. Giảm đau để kháng viêm á. Đi tối thì đường vắng. Cũng xe cũng có đi nhiều lắm mà cũng đóng hơn một ngày. Dạ. Cũng giờ tôi đi bán chở đồ đi cũng nhiều lắm. Dạ. Cô đi sớm quá rồi ông thầy cũng vậy chứ luôn. Em nói ông thầy cũng dặn rồi mình đi sớm từng nào tốt nấy. Khi 3 giờ nó đi phải chạy lên rước nó. Có gần như được ha. Không được. Gọi như đó gọn. Sao hôm anh Dũng chạy dạ đây màu bán này thấy thương không dạ bây giờ anh lấy thuốc về giờ làm tự làm gì ấy hết thì để mốt cho vợ đi con rể uống dạ. Nếu uống này nó đầu cái uống nửa tháng sau là mình lên lấy thang nó ngâm là vừa luôn nếu dạ. Mà ngâm càng lâu càng tốt có gì đâu đi giờ, làm gì nhớ cái đường giờ hai anh em đi ra ngoài ăn hủ tiếu xong rồi đi về dạ. À, chắc phải ra ăn quá không ăn chịu nổi rồi đi sốt ruột rồi dạ bây giờ thôi về dạ. Về dạ. Về đây ăn dạ. Dạ. Rồi, anh cũng về nha dạ, dạ, thôi một lần nữa thì em cũng chúc sao mà gia đình của mình lúc nào cũng mạnh khỏe về bệnh đau rồi nhà mau tan biến nha dạ 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 đời. Dạ rồi, rồi cho em rồi, có gì dạ. Cho em lấy cái mít lấy anh Dũng. Dạ. Cái mít cho anh lại. Dạ dạ để em lấy cho. Dạ, đây để em lấy cho. Thấy thường bà con của mình bởi vậy. Mấy ở đây trường hợp thực tế không à. Để em xách ra cho anh Dũng. Thôi anh về nha. Dạ dạ. Ai anh lấy chai nước. Lấy chai nước theo uống. Dạ. Đi dọc đường có gì uống à. Khỏi ghé vô ăn hủ tiếu thôi khỏi ghé, khỏi mê nước tốn tiền. Đấy, Dũng đi từ ngoài quá vậy mà còn chở đi nữa. Anh cũng nhiệt tình quá nhiệt tình chai nước của anh Dũng nè anh Dũng nè, em bỏ đằng sau luôn chung luôn à. Rồi là nhà nó đây. Đó, giờ anh cũng còn bợ cái chân qua nè đó. Mà có giảm là mừng rồi. Cái này mình để anh trước được không? Anh nhắm để anh trước không? Rồi để ôm đằng sau đi. Có gì cho anh thoải mái cho anh trước đi. Rồi thôi anh về nha. Dạ rồi hai anh về khỏe. Rồi ráng cố gắng có gì liên lạc với em nha. Rồi giờ đi về. Thấy ông mời cô bác thấy thương rồi. Giờ này còn tối ôm mà. Dạ cũng đi tại vì anh cũng giảm rồi cũng giảm phần nào rồi nên là anh cũng thấy vui á vậy anh lo anh tranh thủ thì chở người anh bảy nãy đó anh bảy thấy vui quá chở anh bảy lên
Vợ là bị tai biến, và con rể bị tai biến nữa, một mình lo. Trời ơi, thấy vậy bây giờ lo quá, cái tay cũng bị rung rồi. Bây giờ nãy nói uống là uống đã quá. Rồi không, bây giờ đi chào ông bà cô bác đi em. Chào yeah. Ông bà cô bác. Hai vợ chồng bây giờ. Không, bây giờ chắc Khánh cũng xin phép là khép chương trình để chuẩn bị đón những bà con tiếp theo nữa. Anh bây giờ anh Đậu, anh ở ngoài Phú Yên là anh đi bắt xe vô từ tối hôm qua tới bến xe miền Đông rồi. Bây giờ anh đang đi xuống ở ngoài Phú Yên á, nhưng mà cô bác thì anh không, anh uống một hũ anh cũng khỏe nhiều rồi. Giờ anh cũng đặt thêm rồi anh, bây giờ anh vô để tiếp tục anh lấy đó. Thì Khánh có chia sẻ đó, bây giờ có gì ông bà cô bác trực tiếp xuống nhà Khánh, Khánh không có gửi nha. Không phải Khánh làm khó gì, nhưng mà thật chất là ông bà hiểu cho ông bà cô bác hiểu cho Khánh là nhiều người đã mạo danh Khánh rất là nhiều rồi. Mạo danh Khánh và buôn bán rồi làm giả để mua để bán nữa, thì ảnh hưởng tới uy tín của Khánh và ảnh hưởng tới người bệnh nữa. Nên là Khánh mới không có gửi. Mong sao ông bà cô bác là thông cảm, bỏ qua giúp cho Khánh, là chịu khó có gì hẹn Khánh là trực tiếp lên trên nhà Khánh sẽ hướng dẫn tận tình luôn. Về bà con cần thì Khánh chỉ bà con làm hết luôn, không sao hết á. Bà con mà khỏe hết bệnh thì Khánh với gia đình là rất là mừng rồi. giờ chắc đi vô này, chắc đi vô ngủ tiếp quá. Nói chứ giờ chúng vô chuẩn bị mà các bác, giờ bà con cũng xuống lần lần rồi. Bây giờ để Khánh dắt. Để anh dắt xe ra, Khánh dắt xe ra để cho gò trống ở trong đây. Rồi bye bye, chúc bà cô bác một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây á, là bên sở y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á, được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Cho bà con uống hết bệnh á, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc, và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại, hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sáng nay thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình